Hi, xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ok, bây giờ thì mình đã có thể vào được game này, cũng như là có thể review cho anh em những cái thay đổi trong bản cập nhật lần này này. Đấy, thì hiện tại thì nó đã khá muộn rồi, cho nên clip này mình sẽ up vào sớm ngày mai nha. Thì tầm khoảng 7 giờ thì anh em có thể xem được clip này rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thay đổi mới trong bản cập nhật lần này nha. Ok, thì chúng ta sẽ đi từ những thông tin từ từ nha. Đấy, ok. Thì thông tin đầu tiên đó chính là một số cầu thủ có thể đã được boost thêm chỉ số này, và một số cầu thủ từ bắn gold này chuyển sang black này. Đấy, thì cái đó thì mình vẫn chưa kiểm chứng được với những cầu thủ nào được chuyển từ gold sang black. Đấy, thì nếu anh em biết được thì anh em cứ comment ở dưới nha, cái này thì mình vẫn chưa nắm rõ lắm đâu. Và tiếp theo là có một số cầu thủ được cập nhật khuôn mặt này. Đấy, thì cái điều này thì chúng ta có thể kiểm chứng ngay bây giờ luôn. Đấy, bằng cách là chúng ta vào phần quay bám này nhầm. Thì cầu thủ mà mình muốn kiểm chứng đó là Iza nha. Đấy, thì vào phần quay bám này. Thì hiện tại Iza đang đá cho AC Milan thì phải. Cầu thủ này trước đây thì chưa được cập nhật khuôn mặt nha. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem Iza có được cập nhật khuôn mặt chưa nha. Ok, Iza. Đây, thì anh em thấy nhìn thấy này, cầu thủ Iza Movic đã được cập nhật khuôn mặt nha. Đấy, và cầu thủ này là người Thụy Điển này, đang thi đấu cho câu lạc bộ AC Milan của giải vô địch quốc gia Ý này. Đấy, rồi đó là cái đầu tiên, thì cái này đúng nha. Và cái mà những cầu thủ được boost chỉ số này cũng như là được từ bán Gold Son Black này, thì cái đó thì mình chưa biết nha. Thì anh em có thể biết thì cứ comment ở dưới nha, cái đó thì mình chưa kiểm chứng được vì hiện tại bây giờ mình mới vào game mà. Đấy, và thông tin tiếp theo á, là mọi người có thể chọn thêm một cái ấu đấu bất kỳ này, thì để có thể thêm được những cái ấu đấu á, và cách mà anh em có được những cái ấu đấu thì cái đó để tính sau nha. Còn việc mà anh em thêm được ấu đấu á, thì làm như nào, thì đầu tiên anh em vào phần switch cho mình này. Đấy, tiếp theo anh em vào cái logo của câu lạc bộ anh em chọn ấy. Đấy, thì đây nó sẽ có phần trip setting này. Đấy, thì đấy, anh em thể nhìn thấy trong này này, nó sẽ có là hơi cấu đấu mặc định của anh em này, một sân nhà, một sân khách của câu lạc bộ anh em chọn ấy. Và một cái phần nữa là một phần trống không này, thì cái phần này anh em có thể click vào và chọn một cái đấu mà ấu đấu mà mình đã có rồi đấy. Đấy, thì ở đây thì mình chưa hề có một cái đấu nào cả, cho nên nó sẽ để như này. Đấy, và làm như nào để có được ấu đấu á, thì ok, đây click vào này. Thì đây là phần thay đổi tiếp theo nha. Thì đây là phần shop trong game. Đấy, phần này anh em thể nộp tiền vào để mua nha. Đấy, thì trước đây nó chỉ có một phần là coin thôi, bây giờ nó sẽ có thêm phần coin blood này, cũng như là phần đội hình này. Đấy, thì cái này, cái đội hình mình nói sao nha, còn mình sẽ nói thêm cái phần coin và bonus này. Đấy, thì anh em click vào này. Ok, hiện tại mình đang bật fake VPN nha, cho nên mạng nó sẽ chậm một chút. Thì đây thì anh em có thể bỏ ra được là hơn 16.000. Đấy, hơn 16.000. Thì anh em sẽ có được những gì thì chúng ta sẽ vào xem nha. Đấy, thì khi mà anh em bỏ ra 26.000 á, thì anh em sẽ được 100 coin cặp với một Ronaldinho. Đấy, thì Ronaldinho này phiên bản màu vàng anh em ạ. Và một cái ấu đấu, đấy, ấu đấu này. Thì khi mà anh em nộp vào á, thì anh em sẽ có được một ấu đấu và một cầu thủ Ronaldinho nha. Thì vào ấu đấu thì đấy, anh em cũng thể vào như nãy nha. Đấy, thì vào loại này, Switch này, Switch Manager này. Tiếp theo click vào câu lạc bộ này, tiếp theo chọn Trip Setting này. Thì anh em chỉ cần click vào đây và câu đấu lúc nãy mà anh em nộp tiền vào á, thì anh em chỉ cần chọn nó, đấy, thế là xong thôi. Và để quản lý những câu đấu mà anh em đã có á, thì anh em có thể vào phần đây, đây chứ nhầm, My Team này, đấy. Tiếp theo anh em vẫn thấy phần strip ở dưới này, ở dưới cùng bên tay phải ấy. Đấy, thì đây thì anh em thể quản lý được toàn bộ những cái đấu hiện tại mình đang có. Đấy, thì ở đây thì mình chỉ có hơi cái đấu một sân nhà, một sân khách của Halloween thôi. Đấy, chả có cái nào cả. Đấy, giờ tiếp theo là lúc nãy anh em thể nhìn thấy trong phần shop của mình á, nó sẽ có thêm một phần là switch này, có nghĩa là đội hình ấy. Thì đây là một cái khá là hay luôn, anh em thể bỏ tiền ra để mua một cái câu, một đội hình của một câu lạc bộ nào đó trong này. Đấy, thì hiện tại là mình tính được là hơi 467 câu lạc bộ đấy. Thì anh em thể bỏ ra được là 130.000 để anh em có thể chơi full luôn một đội hình mà một câu lạc bộ, 107 câu lạc bộ mà anh em yêu thích đấy.
thì anh em cũng thể mua tất cả 7 câu lạc bộ này luôn nha. Đấy thì cái đó hơi tốn tiền thôi chứ được hết nha. Đấy thì anh em sẽ bỏ ra 130.000 để mua một câu lạc bộ này. Đấy thì mình sẽ click vào và sẽ lấy dở cho mọi người xem này. Khi mà anh em bỏ ra được là 130.000 á thì anh em sẽ có full những cầu thủ của câu lạc bộ đó này. Đấy, có nguyên một đội hình của câu lạc bộ đó này và một câu đấu của một câu lạc bộ nào đó này. Đấy, câu lạc bộ mà anh em mua nha. Tiếp theo là anh em thể nhận được là 200 coin này. Đấy, rồi khi mà anh em bỏ ra 130.000 á thì anh em sẽ được như vậy, một đội hình hoàn chỉnh của câu lạc bộ đó và một câu đấu cũng như là 200 coin. Đấy, đó là cái thay đổi tiếp theo trang cái phần này. Đấy rồi, còn những thay đổi gì không nhờ? Hiện tại mình đang fake VPN nha, cho nên mọi nó sẽ hơi yếu chút. Thì trang phần này nó cũng chả có gì thay đổi cả. Hiện tại thì ngày mới á, sáng ngày mới á, thì tầm khoảng 9 giờ á, thì chế độ match day nó sẽ mở lại nha. Hiện tại thì chưa có. Ok, phần này thì cũng chả có gì mới cả. Lúc nãy mình đã đoán luôn 3 trận rồi và mình đã in game cái này rồi. À, lúc mà anh em mới vào game của ngày hôm nay á thì nó sẽ cho anh em nhận một cái phần quà là một cái phải quay nha, phải quay Black Ball nha. Đấy. Thì nãy mình cũng quay luôn rồi. Sau thì có lẽ video mình cũng đã hết cớ để nói rồi anh em ạ. Thì đó là những cái thay đổi trong game hiện tại thôi. Rồi ngoài ra thì anh em biết những cái thay đổi nào nữa mà mình chưa đề cập trong cái video này á thì mọi người cứ comment ở dưới nha. Đấy. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian theo dõi clip này, nhấn like này, share cũng như là đăng ký kênh để theo dõi được những cái clip mới nhất mình. Còn bây giờ thì hẹn lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.